Hello, hello, xin chào cả nhà Hello ừ, Vào học thôi, vào viết bài thôi 11 giờ mấy rồi bò tái hả bò tái thường bên này nói là ban sổ nửa chín nè nửa chín nửa sống không ban sổ ban sổ ban sổ um ban sổ bò tái còn nam á thì nhiễu lạn nhiễu lạn nhiễu lạn hay lạnh bà bà nhiễu lạn san san à ơi san lạn đúng không nhiễu lạn là ơi san 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 lạn

ừm, bạn phân sổ. Xin chào, xin chào. Cái từ sổ so đẩy lên trên ha. Sổ. So. Ừm, um, sổ so đẩy lên trên. Chữ này mang nghĩa bái em nha ừm em à, sao sẽ nè cái từ em hỏi từ pay đó em mang nghĩa bái ừ, bái ảo ừ, mình vào viết bài học bài thôi bài hôm bữa vết thương bị nhiễm trùng có mũ nói sao sưng khổ cản rạch hey, pha diện dù pha rằng chẳng nộn bao nộnặ to là sân khổ pha dạng sân khổ pha dạng có nghĩa là cái vết thương của nó thông thường người ta sẽ nói sân khổai dạng là được rồi hoặc là sắn khổ pha dạng Trần nổn à có nghĩa là nó Mọc mũi ra luôn rồi anh ừ. em giúp chị từ làm thế bất làm thẻ bật chung nói như sao em giúp chị làm

sử dụng gọi là thập cẩm hay còn gọi trung hở cũng được trung hở sử dụng đều gọi thập cẩm hết ừ. Uhm. em muốn cho bé học bé 12 tuổi được học từ lớp 1 lên em vào youtube hồng vân family cuộc sống hoa đài mở tivi cho bé coi học về nó mới không có hư mắt của bé tại nó còn nhỏ em dùng tivi mở cái kênh youtube của chị cái tivi của em có wi-fi không Hey, TV của em kết nối wifi rồi em mở YouTube cho nó bé học được rồi, nó nhìn xa xa con mắt nó thoải mái hơn. Em đăng ký như thế nào? Em học từ lớp 1 lên bé chưa học lần nào hết phải học từ lớp 1. Em qua YouTube gõ Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Ha, qua YouTube gõ Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Sau đó rồi em mở tivi lên, lấy cái danh sách phát á, chọn cái danh sách phát lớp 1. Chị sẽ đưa cho em qua đó em gõ Em qua anh đó em gõ là em cần lớp 1 em muốn danh sách phát lớp 1 gõ vậy đó là đưa cho chị rồi chị sẽ đưa cái danh sách phát lớp một cho em mỗi lần mà con mình vào học mình bấm vào danh sách phát đó rồi bấm bài 1, bài 2 theo thứ tự mình học là được rồi mở tivi lên cho nó to tại bé nó còn nhỏ quá đừng cho coi điện thoại nhiều tại vì cái bài like của chị là cả hai ba tiếng ừ, có khi ba tiếng mấy ngồi vậy coi sợ mắt nó không tốt á cứ làm vậy đi ừ. tại youtube có thể mở kết nối trên trên tivi được mà giờ các kênh kênh nào cũng kết nối trên tivi được hết sĩ quay không phải là sĩ quay mà là xí quay quay mình đọc như chữ cờ hoặc chữ ca chứ không đọc quay sĩ quay kỳ lạ đi chân quay bạn lạ thì các bạn thật là kỳ lạ nhìn trên sĩ quay hoặc là mình cảm thấy có cái gì đó việc gì đó là lạ mình nói xí quay hoặc là cái gì đó mình để đây mà tự nhiên nó mất tiêu sĩ quay sao mất tiêu rồi ha xí quai chứ không đọc xí quai này hey, xí quay tử là rửa đũa rồi thêm chữ chữ xí quay tử là rửa đũa còn xí quai dùng cái từ ca đi k u i i thành từ xí quai à, uh, xí quay. xin chào em cũng gõ hồng vân lớp 1 mà chị chỉ nhanh qua ghi không kịp gõ chỉ nhanh quá ghi không kịp chị ơi em cũng gõ lớp 1 mà chị chỉ nhanh quá gõ ghi không kịp hả Ê, Hồng Vân family cuộc sống ở đài qua đó gõ ha ở trên cái YouTube á, nó có một cái nút rất là hay trên cái góc phải của YouTube em bấm vô phải không em thấy ở đây có cái góc phải trên cái kênh YouTube của chị mở ra xong để trên cái video của chị như thế này luôn em gõ đây có một cái nút ba chấm em bấm cái nút ba chấm đó rồi em bấm vào cái thời dung lượng chạy video video có thể chạy một chạy chậm lại 0.75 nè rồi 0.50 nè cái video bên youtube ngộ lắm có thể chạy chậm cũng có thể chạy nhanh tùy theo cái dung lượng em cài đặt bấm vào cái video ở bên kênh youtube của chị nha rồi bấm cái góc này nó có ba cái dấu chấm rồi em bấm cái nút mà người ta kêu cài đặt dung lượng chạy video đó em bấm cái nút đó là nó còn chạy chậm hơn nữa mà nó đã, đã chậm rồi video 3 tiếng mà trở thành video 3 tiếng mấy 4 tiếng đó nha thì nói chung là em cần chậm thì em bấm lúc đó là nó chậm à chỉ cần chậm 0,75 thôi là được rồi đừng có 0,5 chậm quá 0,75 thôi là nó rất là chậm rồi ha trên đó có nó có nút để bấm xin mến chào đại gia đình nhà mình có phần mềm nào viết phiên âm trên iPhone không à iPhone vân không có xài vân không biết nè iPhone vân không có dùng tới luôn á vân không biết dùng iPhone <laughs> vân là người không biết dùng iPhone ừ Vâng, ok. Rồi, mình vào viết bài thôi. Vào viết bài, vào viết bài. <laughs> Trốn đầu cho thoát. Trốn đâu hả? À? Cần của lại là là khăm bắt tao là là. buổi trưa vui vẻ hey, xin chào buổi trưa vui vẻ nay ông làm ca đêm rồi giờ ông chưa dám ngáy ông buồn ngủ nãy giờ không ngắm ngáy <laughs> lát nữa vần dày là ông buồn ngủ ông ngáy à Ở hôm nay chúng ta mở rộng vốn từ vựng của bài số 10 khoai lơ tờ than chúng ta sẽ mở rộng từ vựng của bài này chữ này gọi là gì à, chúng ta sẽ học chữ này gọi là gì bộ thủ của nó là gì cách viết của nó ra sao trong này những cái từ vựng ở trong này chữ xẹn 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 phụ bù mười nét tổng nét chúng ta sẽ nhìn thấy đây nó cũng có chữ này đọc xẹn y an yên xi yên xiên xiên xẹn xẹn phụ bù bộ phụ tiếng việt mình gọi là phụ phụ bù mười nét chúng ta sẽ viết phiên âm y an đọc yên thanh ba đọc yên xi yên Xì Yến Xèn Hoặc là Xì Yến Xèn 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 Xì Yến Xèn 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 ừ, Yêu tính cách Của em thân thiện dễ thương thật thà Em cảm ơn ạ à. Rồi chúng ta viết một nét 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mười ba, mười bốn, mười mười sáu, đúng mười sáu nét chúng ta có chữ xiển chữ này đọc xiển xiển này ta cũng thể, ta có thể tạo câu ra Ê, thay vì các em nhỏ là phải viết hết năm cái ô này đều phải viết chữ xiển xiển xẹn xiển ha các em nhỏ là những cái ô này đều phải viết một chữ hết không được tạo câu nhưng mà mình là người lớn viết năm chữ ở đó là sợ cô chú ngủ mất cho nên chúng ta sẽ viết ví dụ xẹn", mạo hiểm màu xiển mấy em nhỏ là không được viết trong tập như thế này ha trên trường trên lớp sẽ bị trừ điểm đó chúng ta viết chữ Mao xiển. đầu tiên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ta có chữ màu tiếp theo chữ xiển. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba sáu ta có chữ mạo hiểm mạo hiểm khách sử hào khách sử hào khách sử hào chân đờ sử dụng sao nó giống vậy đó khách có nghĩa là đúng thật là có hiệu quả đúng thật là có hiệu quả khách sử hào Mạo hiểm Mạo hiểm Các bạn còn biết những cái từ xẹn nào nữa không? Mao mạo hiểm là mạo hiểm rồi ví dụ như hôm bữa chúng ta học cái từ thám hiểm thám hiểm đúng không thám hiểm thám hiểm rồi còn nữa không hôm bữa chúng ta học cái từ thám hiểm này đầu tiên một hai ba bốn năm móc vô sau đó ở đây móc đầy phết ra dưới này có bộ một tiếp đây chúng ta có chữ xèn than xèn thám hiểm Quấy xẹn Nguy hiểm Bảo xẹn Bảo hiểm Thơ anh thàn Thàn xẹn Thàn xẹn Đúng rồi Quấy xẹn Nguy hiểm Mình nói nguy hiểm Quấy xẹn Nói như thế Yeah, yeah, ,快乐的. Ừ. chẳng hạn như là quẩy xiên u a way quẩy 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 ổ việc làm ổ việc làm không có việc làm ở đây không có việc làm hay sao em ừ hả ở đây không có việc làm hay sao

这里没有工作，这里没有工作。好, <Nhạc> chúng ta biết chữ nguy hiểm, nguy hiểm bên này phết ra. Rồi bên này mình móc đây, mình kéo từ đây qua và chữ xẹt một hai đây là bộ thủ của nó bộ phụ. Rồi bên này kéo ra gạch hai gạch hai cái ô vuông hai chữ nhân Quấy nguy hiểm nguy hiểm ừ. hoặc là bảo hiểm ta gọi là bảo hiểm bảo hiểm bên này phết để kéo xuống bên này hai phết gạch ngang hai bộ khẩu bên này phết bên này phết bảo, bảo hiểm bảo hiểm bơ ao bao bao bảo bảo, bảo. xi yên xiên hai thanh ba nó bị đổi âm bảo hiểm bảo hiểm hai ừ, thanh ba chữ đầu tiên sẽ đọc thành hai xin chào vân bấm nhầm ha vân bấm nhầm không có mời bấm nhầm đẩy đẩy tin nhắn nó chạy chị bấm nhầm em ơi Ừ bảo hiểm chị bấm nhầm chị bấm nhầm bảo hiểm Này bảo hiểm 好。 đó là chữ xẹn tiếp theo mình đổi qua chữ này chữ này đọc sư 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 nó có một phiên âm một thôi sư 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 này có ai tên tên thơ hoặc tên thư hoặc tên thi là nó này một hai ba bốn năm sáu bảy rồi tám chín mười mười một mười hai mười ba Bộ thủ của nó ở đây, bộ ngôn Phía trước này là bộ thủ của nó 13 nét tất cả 13 nét Và chữ này đọc Sư sí. sí. Thường nói chùa sư Sư Và tên của một cô gái nào đó cũng tên này luôn ha Sư sí. Đâu các bạn làm thử xem Tạo câu thử xem Tạo tự mình tạo mấy màu nhớ Xin chào, xin chào Ba tôi bị bệnh phải đi khám mỗi ngày 我爸爸生病了,嗯,我爸爸生病了, chữ này là tên của bạn gái nào lấy tiếng Việt là chữ thi Sư ờ, này tên thi vậy ra tiếng Việt là thơ, làm thơ đồ này kia đó hey, Ví dụ mình nói sư sí Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sư rỉnh Chữ này đọc uống lưỡi nhẹ Sư R cộng với sành tiền in Nó giống như ớ nợ in vậy đó Rư ảnh rỉnh Sư rỉnh Là nhà thơ Sư rỉnh ừ. Sư rỉnh nhà thơ Ừ. Cô giáo mình hỏi hết hơi hơi, hơi gì, là hơi gì? Hơi trà là uống nước trà, uống nước uống nước trà, trà. Mắt có người gọi là, mắt chín dầu là, mắt con người là, mắt gọi là, mắt chữ câu thơ chúng ta viết chữ sư trước chữ thơ viết trước bộ ngôn cộng với thiếu lâm tự tờ tự chữ chữ này là câu sư chữ là câu thơ ừ, sư chữ tô đặc biệt tô thường ê thơ tô đặc biệt, tô, ê, thơ tô đặc biệt tô thường ý bằng 一半的还是特别的，嗯，一半的还是特别的。你要一半，同给他带点给他下来。哎，吃牛肉面有没有特别的那碗？去点餐的时候说我要点一一半的还是特别的，有没有说特别的那碗？特别，也就是煮的很好的那种。都一样的。嗯。哎、嗯。 没，可是人家没有讲特，这碗是特别做给你的，是吗？特别做给你。哎、欸。特别做给就是专专专程做给你的。啊、哦。Chị Phi cái tô này nói ở bình, thường ở ngoài thì không có ai bán cái tô đặc biệt đâu Ở ngoài như là ví dụ như là ở cái tô này làm đặc biệt làm riêng cho em Chơi thơ biết cho hay hoặc là của thơ cái gì tô này tôi đặc biệt làm dành riêng cho em thì coi cái cái tô đó sẽ để dành nhiều cái tình cảm trong đó còn nếu như mà cái tô bình thường người ta đây ý bàn đó ý bàn đó chân chân có nghĩa là cái cô tô nó thường thôi ha sư ta có sư và sư là có câu thơ sư là nhà thơ ta có chữ sư này tiếp theo đổi qua chữ khơ chữ này đọc cơ ơ khơ mình đọc khờ ơ khờ, họ đọc khơ ơ khờ Khờ ơ khờ Khờ ơ khờ. Khờ, khờ Bộ thủ của nó ở đây Bộ hòa được gọi là khở bù Đằng sau này có hai phớt gạch ngang kéo xuống Ta có chữ khơ Ví dụ là phụ khờ nè, phụ khoa nè Sầm à khờ, ,什么 khờ, phụ sản khờ Khoa phụ sản nè Ờ, ở khơ nè khoa nhi nè nói về các khoa trong ngành y tế ta có thể dùng chữ khơ này đâu các bạn tự đặt câu thử xem các bạn phải chịu khó đặt câu thì mới nhớ được bài ừ. chị ơi nên đi du học nước nào được à chị chị cũng không có đi du học cho nên chị không biết đi nước nào được nữa à, em em coi thử xem ừ. em nhìn thử xem Hả khơ Ví dụ như là sầm mơ khơ Phụ Lấy cho mẹ ba cái khăn sữa Băng má mập nả san thiểu Máu chín lại Đừng nói băng má mập Nả bảo bao đỡ san thiểu bảo máu chín qua lại ừ. Băng má mập Nả bảo bao đỡ san thiểu máu chín qua lại ừ. Khoa trưởng đúng rồi Khơ trọng Khơ trọng Khoa trưởng Khơ trọng Chữ khoa đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Khơ trọng Khoa trưởng uhm. Phú Phúc Kiến, Khoa Phúc Kiến hả? Khoa Phúc Kiến chị đọc cả phiên in khơ khơ chữ ăn trăng 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 nó là cả phúc kiến luôn cả chú âm luôn đó em cả chú âm luôn đó khơ trăng con cái là biết sao nó không có biết được viết theo cái chú âm thôi nó không được viết theo cái abc cờ thôi nó không biết giống a bờ cờ thôi ha tiếp theo phụ khơ phụ khoa phụ bộ nữ phụ sau đó bên này móc qua đây, gạch đây, gạch đây. Rồi bên dưới này mình phớt ở đây ừ. móc qua, dưới này có cái khăn. Ta có chữ phụ. Phụ khơ là phụ khoa. Ở khơ khoa nhi. À, chữ này đọc phơ u phụ. Khơ ơ khơ. Phụ khơ. Ừ, phụ khơ. Tại em đang học pin in a hả? Ờ, cái này là của Đài Loan phơ u phu khơ ơ khơ phơ u phu khơ ơ khơ cách đọc của nó y chang luôn nhưng cái chữ nó viết khác thôi à, cách đọc của nó y chang nha hả chúng ta đổi qua chữ này đọc chuang chứ phan de chí. Ang, đọc chứ u an đọc quang thành từ đọc quang chứ quang chuang chuang y đọc chuang sáng tạo chuang chứ quang chuang chứ quang chuang Chữ trunk này bộ đao, bộ đao của nó nằm ở đây và nó 12 nét đầu tờ viết thử. 1 2 3 4 5 6 7. à, không phết lên, từ đừng phết nha. 7 tới ngay đó phết, phết ra thôi chứ không có phết lên. Không có phết lên. Ở đây móc ra rồi dưới này có một bộ khẩu và bên này có một bộ đao. Này, trunk. Chúng ta có 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 11, 12. Ta có chữ chi wang chuang. Chuang. Chuang Cái từ đó đọc chong em nè. Mỹ lời từ đó đọc chong. Đọc bằng cái đầu lưỡi và khe răng của mình. Chong lại mấy nhỏ đồ chong. Ừ. Hả? Chữ này đọc chong. Bồ đao nó mang nghĩa truồng này nó mang tiếng Việt là sang sang ăn sang ăn đó sang sang ờ. ví dụ như mình sáng sang ý sang sáng tạo sáng ý, sang sáng ừ. sang sang ý sang 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 sáng sang 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 chữ như in <laughs> mọi người viết từ từ nó cũng ra hết à ừ. viết từ từ là nó ra hết luôn chuang sang chữ chuang chúng ta biết chi wang chuang Shi ăn sang một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai chung. tiếp theo chữ sang một bộ nhân của nó ở đây 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó dưới này mình gạch ngang 9, 10, 11, 12, 13. Trọng sang. Nói về vết thương, thương tích, chấn thương đó. Trọng sang. Ừ, trọng Còn tính sáng tạo ta gọi là trọng tạo lý. Trọng tạo lý. Chúng ta viết ở bên này tại nó có chỗ đó chỗ đó không có chỗ rồi. Đầu tiên chữ chong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chong. Nói về vết thương sớm sẽ chữa lành. Trời ơi. Vết thương sớm sẽ chữa lành thì mình dùng từ nào ạ? Chong ko, shang kou, zao hui zhao. Ờ, à. shang kou. 哎、嗯，好了，创伤的伤口早会治好。嗯，好，接下来，我们来背个字：创造力。创造力呢，是说关于这个这个创造，哎，这个创造。好，我们来考你。在考在右边。 Và bên này có bộ xước Ta có chữ tạo Chữ ly chúng ta có bộ lực Chuang tạo ly Chí vọng chuang Zi ao tạo Lơ y li Chuang tạo ly Ừ Kiểu sớm lạnh hay nhanh lạnh Sáng khổ hơi tráo ít thêm hơi cũng được Sáng khẩu

Y an ta đọc là yên Thành từ ta đọc là yên Xí si yên xiên Y an yên Xí si yên xiên ừ. Y an yên Thành từ đọc yên Xí si yên xiên Chữ xiên này bộ thủ của nó là chữ này Chữ đó được gọi là bộ phụ Phù bù Ở bên này mình móc qua đây Gạch đây gạch đây rồi dưới này móc hất lên, bên này phết mình đẩy ra, mình có chữ xiên. Ví dụ mình nói vô hạn, mình gọi là ủ xiên. ủ xuyên, vô hạn. Một, hai, ba. Sau đó, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. ủ xiên. ủ thanh hai, si yên xiên thành tư. ủ xuyên. Còn có hạn, mình gọi là hữu xiên. hữu xiên dầu xiên có hạn chữ dỗ và chữ xiên bộ thủ của nó bên này phết qua đây gạch ngang gạch đây kéo hất lên dầu xiên chữ này bộ thủ của nó phu bù chính nét này mình tạo ra dầu xiên hảo các bạn còn biết nhiều về những cái từ xiên nào nữa không ngoài ủ xiên vô hạn dầu xiên có hạn thì còn những cái từ nào nữa không? Ừm. Vô hạn, hữu hạn. Ừm, vô hạn, hữu hạn. Hey. Vô hạn, hữu hạn. Hạn chế đúng rồi. Hạn trú. Hạn chế, giới hạn. Ở bên này chúng ta có chữ hạn chế u rất rồi Đầu tiên chữ xiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hạn Tiếp theo chữ chế 1, 2 Rồi số này 3, 4, 5 Ở trên này mình kéo từ đây kéo xuống Và bên này nó có một bộ đao Ta có chữ hạn chế Xiên chữ Xiên xiên Chữ là trời tre uống lưỡi xuống Xen zhi hạn chế Ni hao, ni hao hey. Xen tin Cái từ xen tin là giới hạn Hạn định đó Xen Tớ yên tiền sẽ Xe xen tin tờ Ai giới hạn vậy? Xen tin 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Xen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 但大概就限定，嗯，限定，达者，限定，嗯，限佛了也，哎，限，限极限，同个有有极限，搞有限，有极限，有限制，啊、嗯，共，những cái số lượng của nó。 số lượng có hạn ta gọi là xiên liang hey, xiên liang số lượng có hạn ta gọi là xiên liang bên này phết đây gạch đây gạch đây mình hớt đẩy lên xiên hảo chữ liang bên này một bộ nhật rồi gạch ngang phết dưới này một bộ lì xiên liang là giới hạn à, số lượng có hạn xiên liang số lượng có hạn Xen lượng, Xen lượng, Ừ Họ Xen Ok Tiếp theo chúng ta đổi qua chữ cụ Chữ này đọc Câu cụ 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 Những cái từ vựng này nó sẽ rất là quan trọng Để chúng ta điền vào bài văn Bài văn mới nha Bài văn họ sẽ không điền những cái từ này Bắt chúng ta điền Chữ này đọc cụ Bộ thủ của nó là bộ khẩu. Bộ khẩu ở dưới đây. Đây là bộ thủ của nó. Chúng ta có một gạch ngang, một gạch xuống và một bộ khẩu. Chữ này đọc cụ, Năm nét. Nè, cụ. Đâu chúng ta tự tự tạo câu ha. Cụ. Nè, cụ. Cú trọ. Thời xưa, thời cổ. Thời cổ, thời xưa. Cú trọ. Nè, chữ cụ mà gặp phải thanh ba. Trọ cổ trở, con cổ rển cổ nhân, cổ rển cổ nhân người xưa, cổ rển câu cu cu cổ cổ thanh ba rí ẩn rển thanh hai, cổ rển cố nhân trong bài văn có nhắc tới cổ chín xưa và nay, cổ là hồi xưa, chín có nghĩa là nay Xưa và nay ta gọi là cụ chín. Trong bài văn coi hôm bữa chúng ta có nhắc tới cụ chín. Xưa và nay. Đây, cổ đại ta gọi là cụ tài. Đúng rồi. Cụ tài ta gọi là cổ đại. Cụ. Sau đó chúng ta có chữ đại. Một, hai, ba, bốn. Không phết xuống. Chấm thôi. Cụ tài cổ đại. Cơ u cu cu cụ cụ tớ ai tài thời cổ đại thời cổ ừ. cụ tài ừ hả còn cụ gì nữa cụ gì nữa những cái cấm thành cổ ta gọi là cụ trưởng câu cụ 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 chữ ẩn trưởng cổ chẳng những cái cổ thành á, cổ họ chữ thành sẽ có bộ thổ đằng trước, rồi đằng sau nó có chữ thành công và thành gắn vô, ta có chữ cổ chẳng, cổ chẳng cổ thành, hm, ừ. cổ những cái bức tranh cũ ta gọi là cổ hoa cổ hoa. Hey, bức tranh cũ cổ vật cũ u à. cổ u còn cổ tích ta gọi cu sư si không phải chữ này nó thêm bộ phật ở đằng trước chuyện cổ tích là cu sư si, là có câu chuyện cổ tích ở đằng trước ừm, uhm, chuyện cổ tích không phải là chữ này ê, hey, ví dụ như là những sinh vật cổ ta gọi là cụ sân u thì chữ này có cụ sân u sinh vật cổ cụ sân u hệ hey, sinh vật cổ cơ u cụ 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 sư ân sân u cụ sân u ừ hey, đúng rồi nhạc cổ điển ta gọi là cổ tiền in đúng rồi nhạc cổ điển ta phải thêm cổ tiền Cú tiền nhạc ha ừ, nhạc cổ điển câu cu cu cổ cổ tơ yên tiên tiên tiền tiền hai thân ba Yên yên in chữ nhạc chưa ra cổ điển âm nhạc cổ điển cổ hảo chữ tiền chúng ta móc đây kéo qua bên này hai gạch hai gạch xuống gạch ngang đá hai cái chân Chữ yên lập dưới này móc qua. in Cú tiện yên yên. Chữ yên chưa ra. Nhạc cổ điển. Cú tiện yên yên. Cú tiện yên yên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cú tiện yên yên. Chữ này lúc này không đọc khoai lơ tở lơ nữa. Mà đọc yên cổ điển nhạc cổ điển ha Không. những cái đường cổ những cổ đạo nãy vân thấy có bạn ghi cụ tạo cơ u cu cu cụ cụ tơ ảo tạo là nói về những con đường cổ à, cụ tạo chữ cụ bên này hai phết gạch ngang ở đây phết xuống gạch hai gạch giữa và bên này có bộ xước bước qua ta có chữ cụ tạo những con đường cổ ta gọi là cụ tạo này cụ tạo hảo chữ cụ tới đó thôi chúng ta đổi qua chữ sư chữ này đọc sư ít đúng lưỡi xuống sư nó cùng âm với cái chữ sư phải sư là sư này là thế sư ở đây ta có một gạch ngang ở đây hai gạch xuống và bên này một gạch đẩy qua bộ thủ của nó là bộ nhất bộ nhất là cái gạch ngang này chính là bộ thủ của nó chữ sư hey, chữ sư đâu các bạn tạo câu thường xem sư này là mang nghĩa thế Vậy thì chữ sư này có những từ nào à Sư này nó mang nghĩa thế, thế hệ thế, thế giới, thế hệ, thế kỷ rồi đó Ê, hey. Thế giới, thế kỷ ừ. Uhm. Đâu các bạn làm sử à Ví dụ, sư chê 1, 2, 3, 4, 5 Ta có chữ thế Rồi chữ giới Chúng ta viết bộ điền thiểm bù trước Ê, hey, Bộ điền trước sau đó trong này ta hai phết đẩy ra nét này cong nét này thẳng ta có chữ jie. Jie, jie. Hey, Thế Giới G Thế Giới Thế Giới Thế Giới Thế Giới Thế rồi. Thế có Thế Thế kỷ. Sư Giới Thế Giới Thế kỷ Thế Giới Thế kỷ. Đầu tiên, bộ nhất, bộ thủ của nó. Rồi ở đây gạch ở đây gạch qua này ta có chữ sư si". tiếp theo chữ chi ta có bộ mật mi bù bộ thủ của nó ở bên này móc qua đây đẩy ra ta có chữ thế kỷ sư chi sư chi em lượng viết mỗi ngày thì em sẽ nhớ viết bút nè ừ hảo còn sư si miên sư miên là cảnh đời việc đời này cái các mặt của xã hội các cái mặt của xã hội ta gọi là sư miền. Ở đây mình móc qua. Chữ men gạch đây xuống. Bên này móc qua đây gạch hai gạch giữa. Hai gạch đây. Sư miền là các cái mặt của xã hội ta gọi là sư miền. Sư miền. Ừ, sư miền. Ừ. Hồi trước đến giờ chuyên gia nghe người già nói ngày tận thế đúng không? Ừ. ngày tận thế người già chuyên nói những cái này, ta gọi là city mô Sự kỳ. Ừ, sự Lúc nãy chúng ta vừa viết chữ sự kỳ. Lúc nãy sự kỳ trong mà thế là thế giới thế kỷ rồi, シジェ. thế giới, thế giới. Ở đây kéo qua bên này cong và thẳng. Thế sì giới là thế giới. Ngày nào cũng ngóng để chị viết chữ mà lại. Hả? Thế sì giới là thế giới. Tiếp theo cái chữ mùa rư. Thế sì giới mùa rư. Đầu tiên chúng ta sẽ có một gạch. Ở đây kéo xuống, gạch qua, đẩy ra ta có chữ mùa. Tiếp theo chữ rư. Chuyên gia nghe các cụ nói về cái ngày này. Được gọi là ngày tận thế đó chữ này đọc mùa và chữ rư hey, sự sí, mùa rư chưa mm. yeah. ok chúng ta đổi qua chữ chia chữ chia là chữ nó lúc nãy gắn cùng với cái chữ sư này chữ này đọc chí, ye chia chi Ye yeah, Y yeah. yeah, yeah. đọc là ye, thành tự đọc ye, chi ye jie. Chi Bộ thủ của nó là bộ điền. Bộ điền nằm trên này chính là bộ thủ của nó. Chúng ta sẽ viết bộ điền trước. Đây là bộ điền của nó. Rồi đây hai phết gạch ra. Nét này cong, nét này thì thẳng. Ta có chữ chia. Này, mùa. Chữ đó cũng đọc mua luôn em Chữ này có hai cách đọc Nó cũng đọc mua vô đến chú mô Có người ra vào là chữ mua đầu tiên vô đến chú mô Chữ mô này Chữ mô này cũng đọc mua mo luôn Mô rư tờ mô Dù đến chú mô tờ mô sẽ dùng cái từ trước Còn cái chữ mô đằng sau mua rư tờ mô Lúc nãy chúng ta có từ Sư chê thế giới là dùng chữ này rồi Đúng không? Sư chê Một 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sư chia thế giới. Là nó đó. Rồi còn gì nữa? Nè, hey, còn gì nữa? Các bạn nghe qua... Chú ba chia chưa? Ừ. Chưa bắt giới. nè, ừ. Các bạn nghe qua đó chưa? đó chữ chia, Sư đúng rồi, chữ chia, mang nghĩa giới Tiếng Hán Việt của nó mang nghĩa giới ừ, Ví dụ biên giới ta gọi là gì? Biên chia Biên giới biên giới chúng ta có chữ biên ở trên này có chữ tự chỉ là tự bạn chấm ở đây một cái để bạn viết bộ huyệt và dưới này để bạn viết bộ phương và bên này bạn viết bổ... bộ thuộc bộ biên tiếp theo chữ chia biên giới biên giới biên giới ừ biên giới hey biên giới biên giới địa giới ta gọi là ti chia địa chia ừ. ranh giới của giữa các nước ta gọi là của chia ranh giới giữa các nước của chia gạch ngang ở đây có chữ bộ thủ của nó chữ điền ở đây hai phết cong và thẳng của chia ranh dưới ranh giới giữa các nước g u 国，j i jie，国界，嗯，界。 chữ giới hạn cũng có thể dùng cái từ này ranh giới giới hạn của nó à, ranh giới của nó giới hạn của nó chúng ta cũng có thể dùng cái từ chia sẻ này ha ranh giới giới hạn cũng có thể dùng cái từ chia sẻ này luôn à. ừ hả? tiếp theo chúng ta đổi qua chữ rừng. chữ này đọc rứ sản tiền ấn rừng. Rứ ẩn rừng. Rứ ẩn rừng. RỨ ẤN RẬN Chữ RỨ này bộ thủ của nó là bộ nhân Nó đứng ở đây Bộ thủ của nó 6 nét đây, Chúng ta sẽ viết chữ nó ra Trước tiên đây là bộ thủ của nó Rồi đằng sau nét này gạch ngang Nét dưới này sẽ dài hơn Ở đây kéo xuống Rồi lại gạch ngang Ta có chữ RỨ ẤN RỨ ừ, RỨ RỨ SẢN TÊN ẤN RỨ SỰ SẢN RỨN Này, hey. khi mà đảm nhiệm một cái việc gì đó ta gọi là tàn rần. Ừ, um, tàn rần. Rần này nó mang nghĩa nhậm. Này, hey. quầy rần là uh, ủy nhiệm nè. Rần chữ nhậm chức nè. Ừ, um. rần u. Rần u nhiệm vụ. Ừ. Um bố khả năng những cái nhiệm vụ mà không thể nào làm được đó này rên trước tiên chúng ta với chữ rên nét dưới nó sẽ dài hơn một tí xíu nhìn nó mới đẹp hơn ha à, nét dưới nó phải dài như thế này rồi chữ u bên này phết đây gạch đây một cái bên này móc vô à, sau đó bên này mình kéo xuống phết đây một cái ta có chữ mỏ Chữ mẫu xong rồi ta phết đây gạch qua, ở đây gạch qua. Và bên dưới này ta có chữ lực. Rèn u. Ê, chữ này đọc rèn u. 責任恩使神任, chữ này đọc u, nhiệm vụ. Rèn u. Ê. Vậy thì trách nhiệm ta gọi là gì? Ê, trách nhiệm ta gọi là gì? 責任 Chị dạy cho mấy người mới không chị? Có nha em nha Mấy người mới cho bên Youtube Hồng Vân Family Cuộc sống ở đài nha hey, Hoặc là Facebook Facebook gõ cái chữ này lên Facebook Gõ cái chữ kênh này của chị nè Gõ lên Facebook Tối 9 giờ Có dạy lớp 1 phát trực tiếp dạy lớp 1 hey. Trách nhiệm ta gọi là trở rành Ở đây gạch ngang qua Sau đó dưới này có một bộ bối Đã hai cái chân rồi bộ nhân đây gạch ngang đế dưới sẽ dài hơn tí kéo xuống ta có chữ trách nhiệm trở rình dư ở trở trở trách nhiệm tối nay có 9 giờ 9 giờ giờ Đài Loan ha tối qua Facebook học may vá gọi là phỏng rình phỏng rình đờ rình không phải chữ này phỏng rình Chị mừng công ty mà không biết nói tiếng Trung vậy kém quá em kém quá gì chị kém quá thì tối cùng học có thể học trên trực tiếp ừ, có thể học cùng trên trực tiếp cùng em nha rên y trong bài văn chúng ta có nhắc tới cái chữ rên y tùy à, tùy ý tùy rên y rên y là tùy ý tùy muốn đi đâu đó đi muốn làm gì đó làm rần y 1 2 3 4 5 6 ta có chữ rần. Chữ y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta có chữ rần y. Tùy, tùy ý tùy một cái gì đó. May vá là phổng rần. Phổng rần nó khác nhau nha mấy nè. Nè, phổng rần. phỏng rình nó khác nhau nha đây phỏng rình may vá ừ. Rình y còn những người cứng đầu bướng bỉnh ta gọi là rần rình xin Rình xin những người cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh đó ta gọi là rình xin ừ. một hai ba bốn năm sáu chỉ xin bộ tâm đứng trước và chữ sinh đứng sau rình xin cứng đầu à, cứng đầu thiếu gọi là chế sọ chưa sợ ông nội của mẹ mình kêu là gì a à, thài bà. à. Mà à của chào mà bà mà má tờ a à con của mình treo sầm mờ bà bà a con mà má tựa gì mà? Mà má A con. A à con. A chổ. A chổ. Kêu là A à chổ ha. A à chổ. Ừ. Ông nội của mẹ mình gọi là A à chổ. Ừ. Hoặc là mình nói mà má tựa A con. A à chổ. Cũng được. Hảo. Rân hở. Bất luận cái nào. Bất kể cái nào. Rân hở. Rần hở Rần hở rần Tô bù nâng chinh lại Chinh lại Rần hở rần Tô bù nâng chinh lại Bất kể ai Cũng không được vào à, Bất kể ai cũng không được đi ra vào chỗ đó đó Rần hở Rần hở sư Tô yào cao sủa Bất kể chuyện gì, bất luận cái gì đều phải nói cho tôi biết hết. Rền khở Xin chào, xin chào. Đó, chúng ta đổi qua từ kế bên. Chữ này đọc vô, io đọc là vô, io vô, io vô, io vô. Chữ vô bộ tâm, bộ tâm nó đứng ở bên dưới này, chúng ta sẽ viết nó. Đầu tiên chúng ta có bộ nhân, một gạch đây nữa, phết đây hất lên, phết về và bộ thủ của nó đứng dưới đây. Ta có chữ vô. Vô. Ê, vô. Chữ vô này các bạn thử tạo câu coi. À, lại chữ vô vô. Ừ, đi tới, đi lui, đều được thon thả, thoải mái hết. Vô. Y-O e -o, đọc là vô. Ừ. E o y o. J y Ừ, yô. Yô. Yô đúng rồi, you xian. Còn nữa không? Còn nữa không? vô sạn thường nói nhàn nhã thon thả đúng không nè à, một hai ba bốn năm sáu bảy ở đây có một gạch nữa ha rồi dưới này là bộ tâm vô tiếp theo chúng ta có chữ vô vô khả phải thêm chữ khả nữa vô vô khả vô sẽ chúng ta mở cái cánh cửa nó ra sau đó bên trong này có một chữ nguyệt vô sạn e o u c n xiên, u xiên, ừ u thường là rất là thon thả nhàn nhã luôn, vô xiện, ừm, vô dỗ thường nói lắc lư, ừm vô dỗ thường nói thon thả nhàn nhã, vô dỗ tự tại cũng được, ung dung tự tại nè. À, thường nói tự do tự tại nó tương đương với cái từ vô dỗ tự tại thong thả đi lại đi đâu đi đó cứ thoải mái um, ung dung tự tại vậy vô vô tự tại vô vô khả vậy sử dụng dùng với mà vô à, khả chúng ta có chữ vô dỗ khả vô dỗ khả là cái thẻ mà chúng ta thường đi uh, mua vé tàu rồi đó ra xe vân mua vé tàu hoặc là chúng ta đi uh, tàu điện ngầm ở Đài Loan người ta có dùng cái thẻ đó đó cái đó gọi là vô dỗ khả ở dưới này có trái tim vô tiếp theo chữ dỗ ta có ba giọt nước để chúng ta viết chữ du ở đây có chữ phương sau đó bằng sau này phớt hất lên rồi bên này Viết tử Vô dỗ khả Hè, Vô dỗ khả Cái thẻ mà ta có thể đi được các tiện lợi ở bên này Xe điện ngầm nè, xe lửa nè ừ. Cụ tay là thời cổ đại Ê, hey. Ape là ông bác Ape là ông bác Ừ, uhm. lâu dài ta cũng có thể vô vô à, vô vô lâu dài vô vô hảo vô vô chính là cái tấm thẻ đó đó hảo tiếp theo chúng ta có chữ chữ cơ chữ ca khúc chữ này đọc chữ chi chữ 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 đọc bằng đầu lưỡi của mình ra cái hơi chữ chi u chữ 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 cơ chữ Bộ thủ của nó 越部越部 là cái phần trong này Móc qua Rồi gạch ngang rồi đóng lại thôi Rồi bây giờ nó gạch ngang nè Rồi mình đóng lại là thành chữ 越部越 này nói về Mang nghĩa này, về nói 越 này mang nghĩa về nói 越 Bộ thủ của nó là 越 Và chữ này đóng lại đọc là 取 ừ. Thường nói về cơ 歌曲 ca khúc. Đúng không nè? Cơ trụ. này Khúc là tiếng Hán Việt của nó. Thường hay nói cơ trụ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Chúng ta biết chữ dưa của nó trước. Rồi gạch thêm hai gạch này nữa. Rồi nó sẽ thành chữ trụ. Cơ ơ cơ. Cơ trụ. ca khúc. Cơ trụ ừ. Còn những ca khúc mà ru con ngủ Cái đó ta gọi là giáo Ca khúc mà ru bé ngủ á Ta gọi là giáo Phải qua đây mới đủ chỗ Chữ giáo Y áo giáo Lơ ảnh Ca khúc ru con ngủ Ta gọi là giáo rảnh giáo lãnh này hát ru đúng rồi chúng ta sẽ có bộ lắc lư lắc cái từ dạo này khi mình ta đẩy nôi đúng không? mình đẩy cái nôi mình đẩy bằng tay của mình cho nên bộ thủ của nó đó rồi bên này phết đây gạch hai gạch hất lên sau đó bên này mình phết ngắn phết rồi hết ngắn dưới này phết dài đẩy ra bút xuyên bút tuệ không phải phết về Giáo là ảnh ở dưới này không phải. Ở đây phết một cái vết ngắn. Rồi một vết dài. Một kéo xuống. Đẩy qua đây. À, Tầng giáo. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Từ giáo. Bụi giáo giáo. Đừng có lắc. Đừng có đẩy. Đừng có đưa. À, đừng đưa. Đừng đẩy. Đừng lắc. Giáo yào yào. Kéo xuống, múc qua đây đẩy qua. Yào. Ừ, dỏ. Lúc này yào lãnh, lãnh là cái nôi, cái nôi là bằng tre bằng trúc cho nên trên này có bộ tre bộ trúc. Bộ tre bộ trúc. Sau đó gạch ngang ở đây kéo xuống, gạch ngang đẩy qua, phết hất ra hất ra và một bộ, bộ mảnh bên dưới này. Chữ chữ chúng ta viết bộ thủ của nó trước. Rồi hai gạch giữa đóng lại ta có chữ giáo lãnh chữ giáo lãnh chữ à, giáo lãnh chủ là những ca khúc ru con ngủ những ca khúc đẩy nôi giáo lãnh chữ Ừ. Ok không? Để ra. Hảo Giáo lãnh chữ đúng rồi Tiếp theo chúng ta có chữ toan Chữ này đọc tơ one toàn Tơ one toàn Tơ hoàn toàn Tơ one toàn U an đọc one the one toàn Bộ thủ của nó là bộ này Bộ lập Lì bù Sau đó bên trên này có núi Bên dưới này có ở Xe tờ ở đúng rồi tết đoan ngọ sắp tới rồi ta có chữ toan ủ chế toan toan ủ chế trên này phết bộ chút ra ừ, chủ bù sau đó bên này mình phết đây gạch đây gạch đây hớt đẩy lên toan ủ chế là tết đoan ngọ hey. Ta gọi chữ tơ, oanh, toanh, ủ, chế, tết đoan, ngọ sắp tới rồi. Bộ thủ của nó là bộ ly. Ly ở đây. Bộ thủ của nó, bộ lập. Toan, ủ, chế, tết đoan, ngọ. Vì đoan trang ta gọi sao? Đoan trang ta gọi như thế nào? Ừ. Khi mà chúng ta muốn nói hai đầu, chúng ta dùng từ nào? 2. 2 đoan, ừ, 2 đoan. 2 đoan. 2 ừ, chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8. Và chữ toan chúng ta viết bộ lập của nó. Sau đó ở giữa này kéo qua đây, gạch đây, phết đây kéo xuống.

Ừ. Đoàn toan Toan ủ chế Chúng ta phải có cái chữ uh, Phải có cái chữ chế không phải chữ chi nha ừ. Toán ủ chế là Có cái từ chế à, Chứ không phải là Chữ chi đâu 好, Đoan trang ta gọi là gì Toan trang ừ. Chúng ta có chữ bộ lập ở đây sau đó ở trên này có chữ sơn. Dưới này có chữ ở chè tờ ở. Ta có chữ đoan. Tơ quan toàn. đoan chuang này chúng ta dùng trò tre ha. Trò tre cộng với Ua a ngọn. Toàn tròn. Chữ tròn này chúng ta trên này có bộ thảo. Ở đây phết kéo xuống. Dưới này có bộ sư. Ừ. Toàn tròn. Đoan trang. Toan tròn ừ, đoàn trang hey, chữ đó chúng ta có chữ đoan tiếp theo chúng ta đổi qua chữ truy truy này là đuổi bắt người ta chữ này đọc Truy quay truy truy hủ tỉa đuổi bướm bắt bướm truy Truy quay truy đuổi bướm chẳng hạn truy hủ tỉa truy bộ thủ của nó là bộ xước mình đuổi mình phải bước chân qua bộ thủ của nó đó ở đây 1 2 3 4 5 6 bộ thủ của nó bước chân qua để mà dí rượt đuổi theo truy ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ví dụ truy hủ tỉa hủ tỉa là bướm bướm họ nhà trồn bộ trùng khỏi bộ Hảo đằng sau có chữ Hồ Chí Minh tờ Hồ Hủ Và chữ trịa này cũng có bộ tròn Bên trên này gạch hai gạch Để viết bảo thế Dưới này viết bộ mọc Ta có chữ trê hủ trịa Đuổi bướm bắt bướm Hơ ủ hủ Tơ dễ trịa Trê hủ trịa hey, Trê hủ trịa Hũ tiỉaúầuê của đừng có đuổi tôi đừng có dí theo tôi đừng có rượt tôi đó, dầuê của vô có người đang đuổi theo tôi vôảàê củaầu ar à 嗯，在追。有人在追我。哎、欸、，ZN 人，ZI 在，ZV 追。有人在追我，我就我，就这样。有人在追我。 dí theo tôi, rượt theo tôi. Có người đuổi hoặc có người chơi cũng được. Có người chơi chơi có khỏi có thì chạy cũng được. Có người đuổi tôi, có người dí theo tôi. Này, truy hỏi, tra cứu đồ ta gọi là truy Này, truy chữ chưa ra ha, thêm chữ u có người đuổi có đuổi theo tôi, 不要追我 kêu người ta đừng có dí theo mình em mình người chạy cứ... mình người ta cứ chạy cho mình chạy mình chạy theo trước người ta theo tôi, cứ chạy theo mình .不要追我.不要追我. đừng đuổi theo tôi đừng dí theo tôi. Bố yào trôi wò. Bố. Yào. Trôi. Chơi... Wò. Đừng đuổi theo tôi, đừng dí theo tôi. Bố yào trôi wò. Ừm. Bố yào trôi, trôi wò. Đúng rồi. Truy chỗ theo đuổi người ta. Ê, có người đi theo đuổi theo tình yêu của một người đó, theo đuổi một cái tình yêu của người ai khác ta gọi là truy chỗ. Truy chỗ. Chữ truy là chờ trai à. Chữ truy chỗ. Truy chỗ ai chỉnh. thường nói là theo đuổi đuổi theo theo đuổi tình yêu đó này theo đuổi tình yêu truy chỗ ai chuyển theo đuổi tình yêu truy hỏi chữ chỗ phía trước này chúng ta chỗ phía trước không có bộ cầu ha này truy chỗ bộ cầu phía trước là thành quả bóng rồi truy chỗ ừ truy chỗ truy chỗ ai chuyển à, đuổi theo theo đuổi cái tình yêu của người nào đó. Hoặc là Chơi chỗ miễn lì Đuổi theo danh lợi. Đúng không nào Chơi chỗ miễn lì Chúng ta có chữ chơi. Bên này móc qua. Và đây có bộ xước bước qua. Chữ chỗ gạch ngang kéo xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Họ chữ miễn, danh lợi. Chữ danh chữ danh chữ lợi chúng ta có bộ hòa và bộ đao truy chỗ miễn lì theo đuổi danh lợi chứ wei truy chi dỗ chỗ mơ yển miễn lơ y lì truy chỗ miễn lì còn theo đuổi cái sự tiến bộ thì ta gọi là truy chỗ trình bộ Ê, truy cầu. Truy cầu. Truy cầu, tiếp theo tiến bộ. Chúng ta có bộ truy ở đằng sau này. Sau đó ở đây có bộ xước bước qua. Rồi chữ pù, chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7. Truy cầu tiến bộ zhuī zhuī, qiú qiú, jì yìng jìng, mù theo đuổi con đuổi theo cái chân lý thì ta gọi là theo đuổi chân lý. Ừ. Còn trôi bù là gì? Nè, à là gì? Bị người ta dí bắt, đuổi bắt, à, chữ đó thôi. Tiếp theo mình đổi qua chữ xuyến. Xuyên xuyên xuyến. Xuyến trào từ tìm kiếm. Xuyên yến Chữ này, uy Bộ thủ của nó là bộ thốn ở bên dưới này. Chúng ta phát đây xuống, gạch ngang, gạch ngang. Rồi dưới này có chữ công bù, bên này có một bộ khẩu, rồi bộ thủ của nó dưới đây. Ta có chữ chuyển Nè, chuyển Muốn học từ đầu phải vào Youtube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Vào Youtube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài để có thể có được bài đầu tiên lớp 1 dành cho các bạn mới bắt đầu và cho các bé. này cho các bé mới bắt đầu học lớp 1 luôn nha. Đây. Hey. Khi các bạn tìm kiếm một cái gì đó chúng ta sẽ nói Xuyến trọ, xuyến trọ thì ta có một nét 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Chữ trọ bù. Bên này có cơ bù Xuyến trọ Xí, yến, xuyến. Trọ này ta dùng trò tre cộng với ao o -A o thành ba xuyến trọ tìm tìm kiếm ví dụ tìm những cái đồ vật tìm kiếm vật bị mất ta gọi là xuyến trọ sư xuyến trọ trò tre cộng với ao ao o -A thành ba dấu ngã trọ sư vật thất lạc ta gọi là sư đầu tiên chúng ta phải một nét hai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xuyến trào. tìm kiếm bằng tay. Bộ thủ của nó là sổ bu. Xuyến chữ sư, sư u, sư này là thất. Đánh mất đi. U này là vật. Bộ thủ của nó là nhiễu bu bên này. Đằng sau có chữ chỉnh u tở u. Xuyến trào, sư u. Là tìm kiếm, những cái vật đã bị mất đi. Hey, con xuyến trọ sử u là tìm thức ăn. Xuyến trọ Tìm thức ăn. Chữ trọ Ngang, kéo phết, chấm. Chữ sử bộ thật, lương thật, thức ăn. Hất lên phết. Chữ u cũng vậy, bộ nỉu 不能收个前物的物，寻找食物点得安。先远寻，z a y z a y z a y，找找找食物，寻找食物点得安。哎，先教先教，嗯，寻找食物。 Ha, chữ này đọc xuyến đó, tiếp theo chúng ta sẽ qua bên này ở bên này chúng ta có chữ hỏng hơ ẩn hỏng hơ a ngờ ăn thành hai hơ ẩn hỏng chữ này đọc ăn giống như a ngờ ăn thành hai đọc ẩn hơ ẩn hỏng hơ ẩn hỏng ở chữ hẳn Hẳn này là bộ thủ của nó đây ở bên này bộ trâu bộ chu nói về chiếc thuyền trên này có bộ đầu Rồi dưới này phết gạt qua đây ta có chữ hẳn Hẳn, hẳn không Đúng rồi, hẳn không Ở đây ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sau đó trên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hẳn không Hẳn không Hẳn không hàng không ừ hàng không ê mấy ô tận xe chất sư ê hàng ban đúng rồi nói về hàng không tờ hàng ê hàng không hàng không rồi đó ê hàng không chắc mà ta xem Nói về lịch bay, chuyến bay, những cái chuyến bay, ây, những chuyến bay ta gọi là hận pan. Hận pan, những cái chuyến bay. Chúng ta viết bộ thủ của nó trước, nó là phớt, cái này nó hơi cong như thế này, nó mới tính ra là đúng. Rồi gạch ngang đá hai bên này. Sau đó bên này chấm, gạch ngang ở đây phớt hận Chữ ban chúng ta có bộ ngọc Bên này phết gạch đây Tiếp một cái nữa Hẳn pan Hẳn ban chuyến bay Hẳn pan ừ, Hẳn ban Chuyến bay Còn hẳn hải là nói về đi biển trong bài văn hôm bữa chúng ta có một đoạn nói về hẳn hại đúng không nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười chữ hại ba giọt nước và đằng sau có chữ mỗi ngày tầm mỗi hẳn hại khơ ẩn hẳn khơ ai hại hấn hại nói về đi biển giao thông trên biển hẳn hại ừ, hẳn hại hẳn xiên hẳn xiên hàng tuyến nói đường hàng không hẳn xiên hẳn hãng... xiên xiên hàng tuyến một 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ta có chữ khẩn Chữ sen đầu tiên chúng ta sẽ có Mi bù bộ mật của nó Ở bên này chúng ta có bộ bạch 7 Dưới này có bộ thủy Hẳn sen Hàng tuyến nói về Đường hàng không ừ, Đường thủy Hẳn sen Hẳn Này, hey, xiên. tiếp theo chúng ta đổi qua. Chúng ta đổi qua chữ d Y, e, dê. 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 -e chữ dê, bộ thủ của nó là chính bản thân nó. Một gạch, phết đầy, kéo xuống. Bộ hiệt. Bộ hiệt. Y, -ye -ye là tầng trang một. Yê 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 thường nói một trang Chữ dê yeah này nó khác với cái chữ dê yeah một đêm nha Chữ dê yeah này nó khác với cái chữ ý yeah dê một đêm nữa đó Nó có cùng âm nhưng mà nó khác chữ Từng trang, từng trang một ta gọi là ý yeah, dê, yeah. Những trang giấy này ỉ dê, tờ Quỳnh trăng Dê, dê tờ

ừ ý dê ừ, đúng rồi ý dê một trang ví dụ cô giáo nói phan tao ti dê lật tới trang thứ nhất ờ ý vì chữ dê là thanh tư cho nên chữ ý đã đổi thành hai Khi chúng ta phan tao phan tao ti dê kêu chúng ta mở bài tập ra lật tới trang lật tới trang thứ nhất này翻到第 1 yeah. ừ. Chúng ta viết qua bên này. Chấm chữ fan. Lật giấy lật đồ chúng ta sẽ dùng chữ phanh này 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó dưới này có chữ điền. Rồi bên này có bộ y bộ. Phan. Ê. Ừ. Phan tạo lật tới. Tị. Ở dưới này thiếu làm tự từ tự. Tị, Ý Phơ, an, ăn phở phở. Tơ ao tạo thành tư. Tơ y đi thành tư. Chữ ý. Ừ. Vì chữ dê yeah thành tư.

đó. Tiếp theo chúng ta đổi qua chàng kế bên. Chữ chiến chạy tại chiến. Chữ chiến với chữ này nói về hay tuyệt vời chiến chạy. Chi yên chiến. Chi yên chiến. Bộ thủ nó là bộ mì bù. Bộ mì ở đây nói về hạt gạo ở bên này. Hey, chiến Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bộ thủ của nó Đằng sau có chữ thanh xà bạch xà tạ thanh Chiên Chiên chạy tạ chiên Chiên chạy tạ chiên Thường nói quê chiên nè Quê chiên là cái gì? Quê chiên là bột ngọt á Quê chiên là bột ngọt rồi nài chiên ba cái sữa cái sữa mà người ta làm bây giờ nài chiên này còn chiên diện muối tinh chiên diện một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười, 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 mười bốn ta chiên Chí diện ta có một hai ba bốn năm sáu Chúng ta chuẩn bị viết chữ muối Bên này phết gạch đây kéo xuống gạch qua Ở trong này mở ra một cái hũ Đánh một cái dấu ít Chấm muối 1, hai, ba, 4 cái Rồi đóng lại Ở dưới này có bộ mảnh Hai Chiến diện Chi yên chiên y ảnh diện Hey, chiến diện thường nói về muối tinh ừ chiên cái loại nài chiên mà người ta dùng để pha sữa pha cà phê nữa một loại sữa tinh cái loại sữa mà loại pha sữa, pha cà tê phê mà nó được bỏ trong cái hũ cái, cái 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 một cái túi nhỏ nhỏ trên cà trên máy bay các bạn uống cà phê người ta cũng cho bạn cái túi đó đó. Một cái hũ nhỏ xíu. Chữ này chim. Này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Này chiên Ừ tần là chữ đa âm hả? À, chữ tần nó cũng có nghĩa đa âm đó. nải chiên, à, cái cái loại sữa mà người ta để pha cà phê, cái cái hũ nhỏ xíu xé ra là đổ vô sữa vô cà phê được á, cái đó gọi là nải chiên. hảo chỉ diện. đầu tiên ta có một, hai, ba, bốn, năm, sáu. ừ, được chưa? sau đó bảy, tám 9, 10, 11, 12, 13, 14 chấm nè. Đây cái, đây cái, đây cái, đây cái. Đóng lại. Ở dưới đây có bụng mảnh. Dẹn. Diễn Chiến sẵn, đúng rồi, tinh thần. Chiến sẵn, tinh thần. Cảm ơn. Chúng ta có chữ tinh thần. Kinh, kinh không phải là ching. Jī jīng. Jī yīng jīng. Thân ẩn thần. Tinh thần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 chữ tinh. Ừm. Uhm chữ thần là bộ sư phụ. một gạch thôi. Ở bên đây có chữ sơn xịn tờ sơn. Tinh thần. Chính thần, Chính thần Chính sởn. không phải là chính thần, Chính thần đọc bằng đầu lưỡi. Chính thần, Ừ. Hey, chính thần Còn tính luyện ta gọi là gì? Chín chín liền. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn. Chữ liền. Một, hai, dùng lửa đi luyện ra. Cho nên nó có bộ thủ của nó. Khổ bù. Ở bên này gạch đây kéo qua hai phớt gạch ngang. Ta có chữ tinh luyện. Chinh liền chín liền này chín liền chín liền tinh luyện đúng rồi chín xài ta thường nói về hay cái từ chữ đó để chùa lát nó viết chữ bên kia chín xài những cái gì tuyệt vời những cái gì hay chín xài ừm hả chúng ta qua chữ kế bên Chữ này đọc chạy. Các bạn vừa nói cái từ chín chạy tờ chài. Chữ chạy chúng ta sẽ có chữ chứ. Ai sai sai chạy, Đọc bằng đồng khe răng và đầu lưỡi. Chứ ai sai sai chạy, chạy, hey Chứ ai sai sai chạy, Cái tay viết nhanh quá mà. Đây gạch ngang kéo đây phết qua chạy. Sư ai chai, 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 chai Phết ngược 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chữ chai Bộ thủ của nó là biện Chờ đêm Dạ, sĩ ạ Dạ, sĩ ạ Dạ, sĩ Dạ, sĩ ạ Chờ đêm Chính chạy tạ chạy Ê, hey, chính chải đã Bộ thủ của nó là bộ biển, biển bộ, bộ biển. À, đây, bộ thủ của nó đây. Ê, hey, lúc nãy chúng ta nói cái từ chính chải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chính chải thật là hay. Cái gì thật tuyệt vời, thật là hay, ta gọi là chính chải chiến thải tập biểu diễn những cái tiết mục biểu diễn rất là hay rất là tuyệt vời ta gọi là chiến thải tập biểu diễn chiến thải tập biểu diễn um cuộc đời sinh chiến đó là cuộc đời của tôi những cuộc đời của tôi qua cuộc đời của tôi trải qua rất là phong phú rất là tuyệt vời đó hả chiến Đó. Tiếp theo. Đó. Mấy giờ rồi? 1 giờ. 11. Chúng ta viết phần này luôn để ngày mai chúng ta có thêm cái phần kia. Chữ này đọc thanh xiển. Thơ an thanh. Thanh thám hiểm. Thanh xiển. Chữ thanh xiển này chúng ta viết bộ sổ bộ Bên này phết, móc qua, gạch đây, gạch đây. Và dưới này có bộ mọc. Thành Hảo viết bộ phụ phu phụ. Ở bên này phát ra gạch ngang hai bộ khẩu, hai bộ nhân. Ta có chữ thám hiểm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Than xiển. thám hiểm. Thành xiển. Lý liệu lý lịch tư pháp thường nói gọi là liễn quẩn trần. Ê, bảy. Sao sao trần? Nó gọi sao liễn minh trần. Liễn minh trần. Ê. Xiển sư ta gọi là viết thư. Xiển <laughs> sư. Viết văn viết thơ đó. Chứ không viết thư gửi cho người tình đâu ha. Xiển <laughs> sư. Chữ xe 1, 2, chúng ta viết bộ miên. Bên này phết gạch xuống, gạch đây, gạch đây, gạch đây, đóng lại. Ở dưới đây phết, mốt qua đây, 1, 2, 3, 4. Chữ sư chúng ta viết bộ ngôn. Và thiếu lâm tự, tờ tự. Chữ sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Victor sư. Viết thơ làm thơ rồi đó. Muốn học từ đầu phải vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài. Nè, à, vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Ở Đài ha. Đó, chữ này đọc chuang y, sáng tạo. Chuang y. Chí vọng chuang y.

12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sáng ý, sáng tạo, ta gọi là chuẩn y. Này, hey, cảm ơn. Sáng ý, sáng tạo, ta gọi là chuẩn y. Hảo, khoa học, ta gọi là khơ sửa. 1, 2, 3, 4, 5. Bộ thủ của nó, bộ hòa. 6, 7, 8, 9, 10. Chữ học chúng ta đánh hai dấu ích trước. Bên này phết gạch xuống hai gạch. Đây phết gạch xuống hai gạch. Bên này phết qua ra. Bộ thủ của chữ xuệ chữ học là bộ tử dưới này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ừ. Sau đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ta có chữ khoa học Khơ xuế kho Khoa học Khơ ơ khơ Xí yế Khoa học Khơ xuế hmm, Khơ xuế Còn vô hạn ta gọi là Ú xiên Ú xí yên vô hạn Vô hạng Chữ ủ ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Chữ này là chữ vô Chữ hạn là chữ này, bộ thủ của nó đây, bộ phụ Bên này móc qua đây, gạch ngang, gạch ngang hết đầy đẩy lên, phớt, đẩy ra Ta có chữ vô hạn ủ xiên hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ủ xiên công yên, có nghĩa là cung cấp vô hạn luôn ở, chúng ta bổ thủ của nó. Rồi bên này móc ra đây, gạch ngang gạch ngang, phớt hất lên, phớt đẩy ra, ta có chữ vô hạn, u xiên. hey mỗi người một câu. Có một thế giới khác nhau. Měigèrén mỗi người đều có cái thế giới, mỗi người đều có cái thế giới riêng của mình. Cũng được nữa. Cụ chín là thời cổ và nay. Cụ là cổ, cin là nay thời cổ và là thời nay thời cổ với thời nay ta gọi là cổ chim cổ và nay câu cu cu cổ cổ đọc như giống ngã lên chậm cổ chim chi in đầu lưỡi cổ chim cổ chim ẻ cổ chim cổ và nay Hảo. Rên y từ này mang nghĩa tùy ý Tùy, ta gọi là rần y, tùy ý, rần, chữ y, hai phết, gạch ngang, ở đây một cái ô vuông gạch ngang, và bên dưới có trái tim, rần y. Ở Đài Loan, ở trong phim Doraemon, Doraemon có cánh cửa muốn đi đâu thì đi đó, Doraemon ở trong túi nó móc ra một cái cánh cửa màu hồng đó, cánh cửa đó được gọi là rần y mẩn, thêm chữ cửa vô. Rên y mẩn Cái cửa mà trong túi đô lai lấy ra đó Cái đó gọi là Rên y mẩn Muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn đi đâu cũng có thể đi được Rên y mẩn Cửa của đô lai mòn Rên Y Mẩn Mẩn không có bộ nh nhân gì đâu mà ở ờ dưới vậy Rên y mẫn nó không có bộ nhân Cánh cửa thôi Rên y mẫn Cánh cửa của Doraemon Do, do, Đô Tua la Tua la Doraemon Bà lời rời Rời thế giới Tuổi thơ lâu quá rồi Rên y mẫn Cánh cửa của Đô Doraemon Dùng chữ này luôn ha Họ tiếp theo chữ Sư sí chê thế giới Sư sì chê thế giới Sì, chì, dê, dê. Sì, dê. Chữ thế là chữ này bộ nhất bộ thủ của nó. Ở đây hai phết gạch ngang dưới đây, rồi đây móc qua. Còn chữ chê bộ thủ của nó đây, bộ điền. Một chữ có một bộ thủ duy nhất mà thôi, các bạn đều hỏi bộ thủ. Này, ở đây gạch xuống, gạch đây đẩy qua. Sư, sì, chữ chê bộ điền. Sư sì, chê thế giới. Sư giêng Dô dỗ Thường mình nói tới cái, tới cái lúc nãy mà Dô dỗ khả đó Dô dỗ khả Dô dỗ Thuần thả đi du lịch Dô dỗ Dô dỗ Chữ dô đầu tiên chúng ta có bộ nhân Gạch một gạch, phết hất lên Bên này phết đẩy ra Và bên dưới này có trái tim Dô Chữ dỗ chúng ta có Bộ thủy, bộ phương và phết gạch lên để viết bộ tử. vô dỗ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Dưới này có trái tim. Chữ dỗ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Phết gạch lên bộ tử viết cho đàng hoàng lại nè. vô dỗ. Hai. Chúng tôi dùng nãy phần tôi ta. Viết sao cho dễ nhớ vừa viết vừa đọc vừa viết vừa đọc ừ, vừa viết vừa đọc nó ra vừa viết vừa đọc với mô nãy phần tự quê tao hả mấy hồi sáng này cha mọi dấu dỗ là tự do đi du lịch đó à tự do ung dung tự tại Vô dấu khả là một cái tấm thẻ Chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta cũng có thể quẹt được hết Cơ trị ca khúc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 Ta có chữ ca Chữ khúc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cơ trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Chữ chữ viết đàng hoàng lại nè Ở đây kéo xuống Ở đây dài hơn Đóng Ta có chữ ca khúc Cơ chữ Cơ cơ Chi 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 chữ chữ Cơ 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 chữ ca khúc Cơ chữ Khó lắm hả? Phải luyện mỗi ngày nha Một ngày hai ngày không thể nào làm được đâu Một ngày hai ngày không làm được đâu phải luyện rất là lâu luôn tiếp theo ta có chữ duyên toàn à nó có hở chữ dầu nếu này ta quay ta hửm dầu hình xăng à. duyên toàn là chân mây duyên này là mây toàn là cái đoạn nào đó duyên toàn nói về chân mây duyên toàn thường các bạn thường cất dấu trên mây chuẩn dài duyên duyên chữ duyên một bạn phết ở đây, bạn kéo qua bên này, gạch giữa, chia ở đây 4 phết, rồi lại gạch ngang, dưới này dài hơn để viết chữ vân, may. Bên này có bộ lập bạn viết trước. Đây là bộ lập, đây là bộ sơn, và đây là chữ Ả sẽ tạo Ả, bộ nhi. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12. Chữ toan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Duyến toan trên mây. Duyến toan ta để ở trên mây ta gọi là phong dây duyên toan, chuẩn dây duyên toan. Ừ, toan. Còn truy xuyên là tìm, tìm kiếm. Truy chuyển Bộ thủ cô chữ truy, bộ xứ bước qua chữ chuyển ở đây gạch đây gạch đây dưới này bộ cung bộ bên này bộ khẩu và bộ thủ của chữ chuyển là dưới này bộ thốn truy chuyển truy bộ xước mình dí người ta mình phải bước chân ra mới được cho đầu bộ bước ra ở chữ chuyển ở dưới đây gạch lên bên này có bộ khẩu và bộ thủ của nó bên này Trời Chuyển. 知会追在这啊！知会追思远选点点点大概啦，追寻，追寻，嗯，追寻。 đi trên mây vận chuyển trên mây à, đi trên không chứ đi trên không vận chuyển trên không ta gọi là hãng xiển hơ ẩn hãng xi yển xiển hơ ẩn hãng xi yển xiển xiển đi trên mây vận chuyển trên mây chúng ta có bộ thủ của nó bộ chu bên này gọi là trâu nói về chiếc thuyền bộ đầu phết đây kéo qua hẳn chỉ xiển một hai kéo xuống bên này lại một hai nó dưới dài hơn kéo hẳn xiển ta có một hơi cong gạch đầy kéo xuống gạch ngang chấm hai gạch trên này có bộ đầu ở đây phết móc ra hẳn chỉ xiển hẳn xiển vận chuyển trên mây này vận chuyển trên không ta gọi là hẳn xiển chiến tuyệt vời hay cái gì đó ta gọi là chiến hoặc là uh, khi mà ta xem xem một bộ phim nào đó mình ta nói wow hình chiến rất là hay chiến thải dưới này có bộ mọc họ bộ thủ của chữ chiến bộ mì bù sau đó bên này có bộ thanh xà bạch xà thật thanh còn bộ thủ của chữ xài này là bộ biển cả bằng cả bản thân nó luôn. Hey. Hảo, chiến xài. Chiến xài. Chi sư ai xài, ý một trang nhật ký. Ta gọi là ý dê rư ý thành hai vì chữ dê thành tư ý dê một trang rư chi là nhật ký ý dê rư chi chữ ý một gạch chữ dê bản thân nó là một bộ thủ bộ hiệt ý dê rư chi chữ nhật ký từ nhật chữ chi chữ ký chúng ta có bộ ngôn bên này phết đây gạch đây kéo qua ý ye yeah. r một trang nhật ký về rồi chị ý thành G, e, yeah, một trang nhật ký ý dê ý dê này khác với chữ ý dê kia nha cái ý dê kia nó là một đêm này ý dê chuyện nói về một đêm tình với nhau ý dê nói về một đêm chữ này nha ý nó cũng là chữ ý này luôn nhưng chữ dê trên này có bộ đầu dưới này có bộ nhân bên này có một bộ tịch ý dê này nó khác nhau nha này ý dê này khác nhau nó cũng đọc ý ý e dê ý dê này là một đêm ý dê này là một đêm ý dê này là một trang nó cùng phiên âm mà nó khác chữ này được rồi hôm nay học tới đây thôi ngày mai học tiếp ha chữ dê ý dê cùng nè cùng một cái âm đọc ý dê ý dê ý dê này một trang ý dê rư một trang nhật ký ý dê chuyện thường một đêm một đêm tình với nhau đó nó khác nhau nha hả huh. nó khác nhau ok mai học tiếp cái phần từ vựng ta đã viết xong rồi ngày mai chúng ta sẽ chuyển qua phần khác chúng ta sẽ ngày mai sẽ làm những cái phần này nhìn nó giống như nhau hết nó nhìn nó giống như nhau hết nó cách đọc của nó là gì chữ này những cái chữ này nhìn giống như nhau hết phiên âm của nó là gì sau đó liên kết những cái từ này lại với nhau Và chữ này có hai cách đọc Làm nó ra Và đằng sau này nó có một bài văn Ai can su tờ khẩn Ai khăn su tờ Chúng ta mai sẽ làm phần đó Ok, hôm nay học tới đây nha Cảm ơn mọi người rất nhiều Xin <laughs> chào Cảm ơn, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha Chúc mọi người ăn cơm vui vẻ. Xin cảm ơn mọi người. Mình thiên chia. Ừ.